Hello anh em, chào mừng anh em quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn em cài bản HTMLC. Mình sẽ cài bản Delta nha. Hiện tại trên máy tính thì mình thấy bản Delta là không cần cái cây thôi. Đó, anh em có thể cài bản gì cũng tương tự rồi. Đấy, thì trước khi mà cài được bản H này á, thì anh em cần làm các bước như mình nha. Đó, vào phần cài đặt này, vào quyền riêng tư và bảo mật này, và bảo mật này. Đó, anh em chọn phần không được bảo vệ, không khuyến khích, anh em bật cho mình nha. Đó, thế là được. Sau đó đến cái phần quét virus này, nó cũng bị máy tính á, thì anh em tắt đi. Đó, anh em nào không biết tắt thì có thể lên YouTube tìm cách tắt diệt virus theo win của anh em nha. Em phải win gì thì không biết, cho mình xài win 10 nha. Đó, thì anh em phải vào cái trang web như thế này. Đó, thì mình sẽ để cái link này mình ở phần mô tả và bình luận, anh em vào xuống nó lấy, hoặc anh em ghi như thế này thì nó cũng sẽ ra luôn. Đó, sau đó anh em bấm vào download cho Windows này. Đó, nó sẽ đưa anh em đến một cái trang web như thế này. Thì anh em cần làm các bước nha. Đó, cần làm các bước như thế này, mình làm rồi cho nên nó sẽ có tiếng dấu về như thế này. Rồi anh em bấm vào unlock content này, nó sẽ đưa được anh em đến cái phần này. Thì anh em chỉ cần ấn tải xuống thôi. Đó, em lưu lại thêm một cái này. Đó, tải rất là nhanh thôi. Đó, anh em kích vào này. Anh em chờ chữ cho nó chạy nha. Đây, nó chạy lên rồi này. Anh em bấm lên này. Anh em bấm theo mình nha. Ấn khi này. Đó. Đây. Đây, anh em bấm open lên. Cần nó sẽ có một cái nó te. Thì anh em sẽ check cái phần trong nét tay lại. Sau anh em quay trở ra Chrome, anh em dán cái đường link nó ra. Đó, nó sẽ được cho anh em cái đường link tải cái Delta này, anh em lưu về. Ok, sau khi lưu về thì em mở cái thư mục nó ra này. Đấy, anh em vào cái phần anh em đã lưu nha. Đó, đây là cái file vừa tải về đây. Anh em kích chuột phải vào, anh em vẫn vào ít chưa kia nha. Đó, giải nén nó ra này, anh em đợi chứ nó giải nén ra này. Đó, nó là giải nén ra và như thế này. Anh em kích vào, anh em chọn vào Delta này, nó cho nó chạy đi. Ok, nó là chạy thành công rồi này. Đó, rồi mấy cái phần này thì anh em đóng đi thôi. Đây, mình sẽ làm y chang như máy mới của anh em luôn nha. Đó là lúc đầu sẽ không có micro, không có Roblox đúng không? Mình sẽ cài trên cái H thì chỉ có H trên Microsoft thôi nha anh em. Đấy, anh em vào phần gaming này. À, anh em đợi mình chứ, mình sẽ xóa nó đi giống như chưa có nha. Đấy, anh em muốn xóa thì anh em vô phần setting thôi. Vlog này, đây. Ultra view, tra nó đi. Đó, mình đã xóa thành công này. Anh em vào Microsoft và vào phần gaming này. Roblox này sẽ hiện lên phần đầu này. Anh em bấm vào này. Đây, anh em tải nó về này. Đó thì anh em chờ xíu tải về này. Đó thì anh em cần mua ạc hay mua robux thì có thể ghé shopvn.com nha. Đó, nạp sẽ không chiết khấu. Ok, đầy đủ các danh mục luôn. Random thì chỉ với 15k là anh em đã có thể sử dụng một con nạc rồi. Đó, và đầy đủ các loại random cho anh em luôn, loại nạc luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh em có thể ủng hộ mình như vậy nha. Đấy, mình thì không bắt anh em vượt lên nên là cũng không có nguồn thu nhập nào ngoài việc bán nạc đó, cho nên là anh em mong anh em ủng hộ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Có top nạp thẻ hàng tháng luôn nha. Đó, đây, nó tải xong rồi, anh em cho nó chạy này. Đây, mình chạy bản mới nhất nha anh em. Đó, mình sẽ cài bản mới nhất này. Hôm nay là ngày 3 tháng 10 này. Đó, cài bản mới nhất luôn. Đấy, mình thấy anh em kêu không được các kiểu, không xài được, kêu Roblox cập nhật nên không xài được. Đấy thì anh em
Rồi cứ làm như các bước như mình nha. Đó, bây giờ anh em chờ xíu mình sẽ đăng nhập vào cái nha. Ok anh em, đây là mình đã đăng nhập vào rồi này. Đây mình sẽ vào server VIP nha. Anh em chờ một xíu. Đấy, ok anh em. Đây, khi vào game này, anh em quay lại Delta này, anh em vẫn enjoy này, đó. Đây, đây là nó đã hiện thông báo là đã kết nối thành công này. Ok này, rồi anh em muốn chạy, chạy riết anh em muốn chạy nha. Đấy, nó chạy bình thường, không thấy bị băng game hay gì hết nha anh em. Đó, anh mình sẽ bật auto lên cho anh xem này. Để test chức năng farm level thử cho anh em xem nha. Đây. Đó, xài rất là bình thường thôi. Anh em chỉ cần làm y chang mình là được. Mình xài gì, mình sẽ rất bình thường mà. Mình dùng bản Microsoft, bản mới nhất nhà đó, cập nhật các kiểu rồi đó, không có phải là bản cũ gì hết. Đó mà có sao đâu anh em. Đấy thì anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm những bản hát mới nhất nha. Đó, anh em là muốn làm thêm về bản gì thì anh em có thể comment bên dưới, mình sẽ làm cho anh em nha. Đấy, em đừng quên cần mua hạc hay mua robux thì có thể ghé shop của mình nha, để mình có nguồn thu nhập nha. Tại vì mình thì không bắt anh em biết cây á, cho nên là nó sẽ không có nguồn thu nhập nào. Đó, chỉ mong anh em ủng hộ shop mình thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn anh em vào những clip tiếp theo nha. Đó, bye bye anh em.